Đâu? Thích Lego này hả? Dạ. Quyết định chưa? Quyết định chứ cả. Ok. Chị ơi, chọn cái này nè chị. Quyết định rồi đó. Chắc chưa? Đâu xem nào. Cắt lại chú luôn. Cho mẹ xem. Có nhiều chú này ra đánh chú, bắn súng chú. Quyết định chưa con? Ok. Vậy mình trả lại cô cái này ha, mình không lấy cái này nữa ha. Rồi ok. Rồi quyết định chọn cái đó là tính tiền. Cái nó mua xong rồi, giờ đi về các bạn ơi. Hôm nay xích 3 mũi luôn mà không hề khóc. Rất là anh hùng luôn. Cho nên là được mua tặng món quà. Đi về hả con? Hôm nay Ken giỏi lắm các bạn nha. Ken đã chích được 3 mũi mà không hề khóc tí nào luôn á. Đây là cái bộ Lego hồi sáng nay Ken được mẹ mua tặng. Khi mà Ken chích cửa thì Ken rất là ngoan. Đây các cái bước thiết lắp ráp đây các bạn này. Bây giờ Ken sẽ lắp Lego và một chiếc xe tăng. Một lát nữa thì sẽ cho các bạn xem chiếc xe tăng của Ken lắp đẹp như thế nào nha. Các bạn hãy chờ một chút xíu nha. Xe cảnh sát đây. Nhìn. Xe cảnh sát Lego hôm nay Ken được mẹ mua tặng cho. Vì Ken đã chích ngừa rất là ngoan, 3 mũi mà Ken rất là ngoan, không hề khóc hay là không hề kêu đau luôn đấy các bạn ạ. Cho nên là Ken đã được mẹ mua tặng một món quà. Cái này là cái gì vậy con? Chú cầm dao á. Chú này là chú gì đây? Lego. Để mẹ giới thiệu cho các bạn cái xe này đẹp quá này. Xe này đẹp. Xe này là xe police, cảnh sát 911. Đây chúng ta có thể thay cái chú này. Chú này là chú cảnh sát đội cái nón. Chú này là chú cảnh sát đội cái nón màu xanh này các bạn này. Hoặc là mình có thể thay bằng chú này nha. Mình có thể thay bằng chú cảnh sát này. Ta-da! Hai chú này. Vậy là một chú ngồi đây. Rồi còn một chú ngồi đây cũng được. Nhưng mà chú này có cái gậy này. Cái gậy này không có ngồi được. Thế mình bỏ cái gậy này ra ha. Mình cho chú ngồi đây xong đi rồi mình đeo gậy sau. Nhưng mà chú không có ngồi được đâu mẹ. Được, đây mình làm cho ngồi được nè. Đấy, chú ngồi bình thường. Chú cảnh sát ngồi và chở chú này ngồi đằng sau. Chú này ngồi đằng sau hay ngồi bên cạnh? À chú này đứng đi, cho chú này đứng đi cho nó đẹp nha. Đứng cho nó đẹp. Chú này đứng đi. Tại sao mẹ cho cái chú này lên? Để mẹ cho chú này chạy bằng xe máy. Chú đứng nè. Còn cái chú vô cảnh sát đâu các bạn? Đây, chú cảnh sát đây. Cảnh sát OV. Ok. Chú cảnh sát kèm đó. Kèm có nhiều này. Chú cảnh sát lắm. Đây cho chú cảnh sát này ngồi đây luôn để cho chú lái. Ủa có chú này thì sao? Đây. Chú đó hả? Đây. Chú đó có ở đây có người ngồi đây. Đó. Rồi, à chú này cũng muốn ngồi đây luôn hả? Rồi vậy thì cho chú này đứng đây. Ok luôn. Đó. Vậy là có ba chú ngồi trên xe cảnh sát. Chú cảnh sát này lái hai cái chú này đi để đi tuần nha. Đi tuần tra. Đẹp chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cho các bạn xem chiếc xe này có những cái gì mà rất là đặc biệt như vậy nha. Nhưng mà nó có thể mở cửa ra được á. Để mẹ cho chú này ngồi lên cho nó chắc chắn đây. Cho nó chắc chắn. Để cái chân này nó phải ngồi dưới động địa. Chú này ngồi đây đi. Đó, ok. Rồi, đây là cho các bạn xem nha. Đây là chiếc hộp quà nè. Đây là chiếc hộp quà mà hôm nay Ken được mẹ mua tặng cho nên các bạn này. À, không biết là thương hiệu gì nữa.
mà cái mã số của chiếc hộp quà này là 3021-4, tức là mình có thể mua 1, 2, 3, 4 để mình để dành á, sau đó mình sẽ ghép lại được hình như thế này này các bạn này, đây đó. Nếu mà mình mua đủ cái bộ của nó đó là mình sẽ ghép được thành chiếc xe lửa như thế này này các bạn, có cả máy bay luôn đó. Cho nên là mình chơi xong mình để dành lại á, và mình sẽ mua thêm 1, 2, 3 để mình ghép thành chiếc xe lửa như thế này nha. Còn cái bộ của Ken thì có 60.000 đồng thôi và rất là rẻ luôn. Và cái bộ của Ken thì sẽ lắp được chiếc xe như thế này, chiếc xe cảnh sát, và có hai chú. Ủa, mình có hai chú đúng không con? Không, chỉ có một thôi. À, chỉ có một chú thôi hả? Mình lắp được một chú là cảnh sát như thế này mà không biết làm sao mà Ken lắp thế nào mà nó lại ra cái chú này nữa. Chắc Ken chế từ mấy cái Lego của Ken quá. À đúng rồi, đây là chú cảnh sát này là đúng trong cái hộp này, nhưng mà Ken chế thêm cái nón màu xanh này ở đâu thì không biết. Con thích cứ để đó cho nó đẹp trai. Ok, và đây là chú cảnh sát Lego này là của Ken, không phải trong bộ này nhưng của Ken có sẵn này. Chú này của Ken có sẵn này, còn cái nón này Ken tự chế. Đó, nên là các bạn nếu mà thích cái bộ này thì có thể tìm mua cái bộ này nè, giống Ken. Nhưng mà phải chích ngừa không có khóc thì được mua không? À đúng rồi, các bạn chích ngừa không có khóc thì mới được bố mẹ mua cho nha. Hôm nay rất là khỏe mạnh, 3 mũi về vẫn không hề bị sốt hay không hề bị đau luôn. Ken tỏ một sức mạnh hero cho các bạn nhìn coi. Đây nè các bạn nè, chiếc xe này còn có một cái điều đặc biệt nữa. Đặc biệt của mình. Để cho các bạn xem một cái điều đặc biệt này mà Ken chưa khám phá ra, đó là cái cửa. Đây, cái xe này có thể mở cửa ra đó các bạn ạ. Đó, thấy chưa? Mở cửa ra nè, đẹp chưa? Mình xếp lên nó không có chặt lắm. Không phải, cái này tí nữa mình sửa lại cho. Nó phải có thêm một cái miếng nhỏ nhỏ ở đây để cho chú ngồi lên mới được này. Đó, nhưng mà bây giờ mở cái cửa cho các bạn xem nha, để khám phá chiếc xe này nha. Đó, có phải mở cửa được ra để chú này đi ra ngoài nè. Chú này sẽ đi ra nha. Chú này sẽ đứng ở đây và chú này đi ra bằng cửa nè, đi ra đó, đi ra cửa nè, thấy không các bạn? Đó, rồi bây giờ chú này ngồi lên đây đi, ngồi lên đây nha. Rồi, và đặc biệt là chiếc xe này có một cái này rất là hay, đó là chiếc cái này có cái tay cầm này này, đó coi này. Dao. Đó, thấy cái tay cầm không? Cái này là cái thắng à? Đó, cái thắng hay là cái gạt số đó, gạt số này. Đó, nhìn rất là hay luôn, có cái gạt số. Thấy cái gạt số không? Có cái gạt số, cái nó khám phá ra cái gạt số cầm số này chưa? Đó. Kim. Đây, chiếc xe này còn có hai cái đèn phía trước nè các bạn nè. Đó, rất là xịn sò luôn đó. À, còn một cái này nữa khoe cho các bạn biết nè. Bây giờ mình đóng cửa vô đi, mình đóng cửa vô rồi bắt đầu mình đi tiếp nha. Đóng cửa vô rồi đây. À, bây giờ giới thiệu cho các bạn một cái này nữa hay lắm nè. Bây giờ hai chú này ơi, hai chú này đang ngồi đây. Bây giờ mình sẽ lắp thêm một cái nữa, đó là cái đó gọi là cái gì nhỉ? Cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái này gọi là cái chắn cửa hay là cái gì đó? Chắn cửa. Cái này nè, nó còn có thêm một cái bộ này nữa rất là hay luôn. Tức là xe đi tới đó thì xe ví dụ như xe này chuẩn bị đi tới nha. Thì sẽ có một cái chú này đứng ở đây để canh. Đó. chú bảo vệ, chú bảo vệ. Con phải đi lấy cái nón nữa cho chú đeo. Chú này không có nón này. Nào chú màu trắng này phải có cái nón nữa, đi lên lấy cái nón không đây? Chú không có nón đâu, chú bảo vệ phải có một cái mũ. Đây nha, cái này là cái gạt nè, đó, cái ba rem cộng á, đóng cộng lại nè, thấy không? Cái ba rem cộng, mẹ biết không? Ba rem cộng á, mẹ biết cái ba rem cộng mà. Đây, chú này đứng đây để canh này. Ba rem cộng á hả? Đây, bây giờ cái ba rem cộng này khi mà có xe đi tới nha, một chiếc xe đi tới á, thì cái ba rem này sẽ gạt lên. Đó, cái nón hả con?
hai thành viên mới nữa. Ừ, hai thành viên mới nữa, nhưng mà mình không cần đến thành viên này nha. Bây giờ mình mở cái barrel này ra cho chú bảo vệ đi nè. Đó, mở cái barrel này cho xe đi qua nha. Mở barrel này lên nè các bạn nè. Đó, cái barrel này đã được mở lên rồi nè. Xe bắt đầu đi qua nha. Ta-da, 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 đi qua, đi qua, đi qua. Tên rồi, đi qua xong lại đóng lại nha. Đóng lại, không cho ai qua nữa. Đó, đẹp không? Rồi đây nè, đây là tất cả những cái món đồ mà trong cái bộ đồ chơi này có. Đấy, đây là tất cả những gì mà hộp quà Lego của Ken để cho các bạn khoe với các bạn xem. Bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Ken ơi, Ken tạm biệt các bạn đi nè. Bạn nhớ là video mới của Ken nữa đó, Ken sẽ có đồ chơi mới nữa đó. Các bạn phải chích ngừa nha. Các bạn phải chích ngừa ngoan ngoãn nha. Các bạn sẽ được thưởng nhiều đồ chơi luôn. Chúng ta sẽ giành được các loại bố để dành để chúng ta xếp những cái Lego. Tạm biệt.